chặt dây. Bánh rồi xuống. Đó. Chú chú nhìn lăn luôn. Quá dữ. Trời ơi. Vơi ghê, cái chữ này là chữ vừa rồi nha các bạn. Vừa rồi là tới đây là cái mực vừa rồi của bên bộ giao thông đăng kiểm, người ta cấp phép cho mình chữ đó. Nhà anh thì để chữ HN là hết nổi. Cái đây là cái con Astro mà người ta phép cái này cho đẹp thôi các bạn, chứ bây giờ xài thi lực thì làm clip luôn cũng được. Tại vì mấy cái lỗ này là hồi xưa người ta lấy cơ á, lấy sợ mà quẹo cua ép nước quá chịu không nổi, lấy quẹo không nổi thì người ta sẽ móc lỗ đó cho nó nhẹ lên. Ở trên một lỗ, ở dưới một lỗ. Còn bây giờ chữ nào cũng gắn thi lực hết trơn, bởi vì người ta chỉ phép trên đó cho nó đẹp thôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh nha. Mọi người xem kênh nhớ bấm vô cái phần đăng ký, bấm vô cái chuông để cập nhật những video mới nhất theo ngày tháng nha các bạn. Thì đây là cái mình đang đến cái chỗ anh Nguyễn Trấn Hưng, công ty đóng tàu thuyền, chuyên đóng mới sửa chữa xà lan và ghe sắt. Còn đây là cái số điện thoại của ảnh. Hôm nay đến đây để mà quay cái chiếc xà lan của ảnh chuẩn bị hạ thủy nha. Cái chiếc này thì 100 tấn, có chiều dài là 22m5. Bây giờ thì mình để mình gần vô đi rồi mình sẽ vừa quay mà vừa đọc thông số cho các bạn nghe để mà tìm hiểu về cái chiếc này nha. Đây, cái chiếc mình chuẩn bị hạ thủy là cái chiếc này đây các bạn. Chiếc này thì dài 22m5, chiều ngang của nó là 4m6, chiều mạn là 1m5, có trọng tải là 100 tấn. Đặt cái máy Yamaha 6GH, hộp số là 3 tua 5, đặt chân dịch 1m1 nha các bạn. Chiếc này thì là một vách một đáy này. Mặt tiền. Ủa cúng rồi hay là đang chuẩn bị cúng vậy anh? Cúng rồi. Cúng rồi hả? Quá trời tiền đô ha. Tấm này là 2.3 triệu nè các bạn. 100 đô. Ôi cọc này nhiều à. Mày này xài không được. Đây, phía mặt tiền của chiếc xà lan này. Đây là mẫu xà lan mini nha các bạn. Cầm mắt Astro. Ở đây thì được sơn với cái nước sơn là thế hệ mới không mà các bạn. Tại vì thế hệ mới cái màu nó tươi hơn Hải Âu, với thêm cái nữa là nó rẻ tiền hơn Hải Âu. Nên mình thấy anh em xà lan rồi người ta sơn thế hệ mới rất là nhiều. Còn đây là cái neo ship. Neo này chắc tầm khoảng 30 mấy 40 kg quá. Rồi đi vòng vòng một vòng cho các bạn xem nha. Rồi hồi đi lên trên coi mà ảnh máy móc nó ra thế nào nữa. Nói chứ này chạy cũng dữ trời lắm nha các bạn. Yamaha 6GH, hộp số 3 tua 5, đặt chân dịch 1m1. Đây là mực nước nè, 1m4 tới đây, lên tới trên là 1m6 quá, đúng rồi. Lên tới trên một bon luôn là 1m6 nha các bạn, tràn bon á. Những cái đường hàng rất là chi tiết. Hôm nay chuẩn bị hạ thủy. Ở đây thì đa số là anh Hậu anh hạ thủy là chỉ có ba cái phao thôi. Cái chiếc này thì giao về cho Hậu Giang nha các bạn, khách ở dưới Hậu Giang lên đây đóng luôn nè. Vê ghê, cái chữ này là chữ vừa rồi nha các bạn. Vừa rồi là tới đây là cái mực vừa rồi của bên bộ giao thông đăng kiểm, người ta cấp phép cho mình chở đó. Nhà anh thì để chữ HN. HN là hết nổi. Cái đó là mấy anh mà kiểu giống như là cá biệt anh mới đặt thôi, chứ ít có ai đặt cái chữ HN lắm các bạn. Còn đây là cái con rùa nước nè. Rùa nước, còn với dòng Kiên Giang còn hay là kêu cái con sò nước. Đặc điểm là cái chiếc xà lan này cũng có. Hồi xưa thì người ta làm có 1 con à, bây giờ đa số ai cũng làm 2 con để mà 1 con đi cạn và 1 con đi tàu nổi. Cái con gùa ngay chỗ này âm vô, các bạn thấy làm âm vô cho nó có cái gờ ngay chỗ này ha. Cái thứ nhất là để cho khi mà lục bình rồi nó lướt ngang là nó đi ngang luôn, chứ nó không có bị hút vô đây. Nó lướt ngang đi ngang luôn, gác bọc rồi đó là nó sẽ dột ra ngoài. Còn mà mình để lòi bằng mặt này, sau khi nó đi ngang đây nó bị lực nước nó hút vô, cái nó dính đây nó bị ngạt. Ra phía ngoài sau dách số 0. Cái này thì có một cái dàn xì gờ ra. Đồ. Cái bô được thông ra ngoài dách số 0 đưa lên trên cái quầy vé gió luôn nè. Lái thì không có chặt góc nha các bạn, đi lái vuông. Còn bánh lái là cái ở bên anh Hậu thì lúc nào làm cái bánh lái nó cũng rất là to. Để mà lái vô kinh cạn, quay đầu, quay chở đồ nó rất ok. Rất là ăn nước các bạn. Đây chân dịch 1 mét nước tay thỏ đây, 3 cánh. Chân dịch thao.
ốc túp đầu chùa, dốc ký inox, bộ phận dò gà la ký thì vẫn nguyên dạng nguyên thủy giống như cái mẫu từ xưa tới giờ của bên anh Hậu đóng. Đây là cái con ách rô mà người ta khoét cái này cho đẹp thôi các bạn, chứ bây giờ xài thi lực thì làm clip luôn cũng được. Tại vì mấy cái lỗ này là hồi xưa người ta lấy cơ á, lấy sợ mà quẹo cua ép nước quá chịu không nổi, lấy quay không nổi thì người ta sẽ móc lỗ đó cho nó nhẹ lại. Ở trên một lỗ, ở dưới một lỗ. Còn bây giờ chiếc nào cũng gắn thi lực hết trơn rồi, bởi vì người ta chỉ khoét trên đó cho nó đẹp thôi. Chứ không có tác dụng nữa. Đây, phía ngoài sau. Sau có thêm một cái dàn sợi giả nữa. Bên đó thì có cái lỗ kìa. Cái lỗ thằng Thánh đó nha các bạn. Đây. Thôi, tới đó thôi. Không nói được. Ai đi xe lan giờ cái lỗ đó là hiểu rồi. Còn đây là cái dốc bán của chiếc xe lan này. Mini ha. Ở trên thì dàn sợi với cabin dù. Quá trời mấy anh này đánh bài rồi, chắc kêu công an bắt quá. Tới nữa, nó tới không chạy không luôn không Thành ơi. Quay quay đưa lên cho công an hốt phải không? Đây phía ngày trước đây. Ủa sao? Cái này họ có đổi là dây lê dây kia không anh? Thường thường là bên đây là sẽ đổi là cái cọng dây kia nha các bạn. Đấy hồi là bơm phao lên là chặt dây luôn à. Còn này hôm nay xài dây xích. Dây xích thì mở nó hơi lâu. Mở không được, phải chặt dây thôi mà mấy tình huống này. Tại vì lúc mà bơm phao căng mũi lên cho mũi cao rồi cái nút hạ xuống là nó có cái dốc là mình chặt dây là cho nó chạy xuống tự do luôn các bạn. Rất là nhanh chóng, tầm khoảng 2 phút là xong rồi. Đây cái quán của bên Trấn Hưng đóng đi các bạn. Thôi bây giờ thì mình tới đi lên trên bon nha các bạn. Đi lên trên bon với đi xuống dưới hầm máy rồi máy móc xe ra sao rồi. Nghe nói cái máy này chạy cũng dữ trời lắm nha các bạn. Đường cầu thang trèo lên. Chiếc này thì chưa có trao độn nè, mới có làm phen rồi. Đây, ở trong phần trong. Một đáy một vách. Ở trong sơn màu, nước sơn màu xanh lá cây nè các bạn. Lường thì lường vơi nha, vơi nhẹ. Còn hàng công nè. Rồi để tới anh Châu Phi anh chuẩn bị thử máy nè các bạn. Chưa? Đù lên luôn. Wow, dữ vậy. Đang thử cái dàn thi lực nha các bạn. Anh này thì là anh thợ chính bên kỹ thuật máy móc, anh đến từ Châu Phi nha các bạn. Cái này là mình nói vui thôi nha, mà tại vì anh này rất là vui tính. Mình nói quay rất là điêu luyện ha. Lấy cái giữa đi. Đấy đi ra sau cho bạn xem cái máy móc. Ủa tắt luôn rồi. Ngay giữa cho xuống nước rồi. Đây cái bô nằm đây nè. Còn vàng nè. TBN thi lực. Cái cọng dây cáp này là để mà đi lên trên cái kim đồng hồ để mà mình dòm góc lái nè coi. Cái gì? Dàn mà 6GH. Ủa, cái này bao nhiêu HP vậy anh Châu Phi? 306 hả? Anh đang căn chỉnh xả dầu bọt một xíu nữa là nổ máy cho thử trên bờ trước nha các bạn. Ủa, gắn cái bơm vô, cái bơm chơi khới nè. Hai cái bơm lít-cô vô nha các bạn. Ồ, cái máy dữ trời thì chứ. Cái đường băng đi ra trước mũi nè, để mình đi ra trước mũi nè, tại vì anh đang gắn cái bơm rồi ra trước mũi quay cho bạn xem vòng đi hả đi vô. Cái chiếc này thì không có
chưa có đi bật lồ, không biết là này nữa giờ anh gắn sao hay là xuống nước rồi anh mới gắn các bạn. Đường băng rất là rộng, đi trên này thoải mái luôn. Hầm mũi thúc lợi này các bạn thấy dầm mũi rất là gọn nè. Cái vị trí hầm hàng rất là bự luôn, để mà mình chở lúa cho nó đạt tấn các bạn, đạt chỉ tiêu. Đa số slang mini thì người ta sẽ thúc hàng đồ lợi, thúc hầm mũi, hầm lái đồ lợi để mà nhường cái vị trí cho hầm hàng. Cái này chủ yếu là mình chạy để mình kiếm tiền thôi các bạn, nên lúc nào hàng quá cũng đặt lên trên cái hàng đầu hết chứ. Rồi bây giờ đi vô đây lại cho các bạn xem máy móc. Thì cái nhà mát sao mấy cái này nữa, còn để màn đồ mũ đồ thòng xuống nha các bạn. Hai bên, bên đây với ba bên chứ lộn rồi, ba bên với ngoài trước một cái nữa. Này mấy cái này nữa mình nâng lên hạ xuống được nè. Đó. Có mấy cái mắt để mà hạ xuống khi đi qua cầu. Còn đây là cái cầu tiêu, cái bằng cái toilet này nè các bạn. Này cái bồ để cái bên nè. Cái miệng bô này mà phải mình quay xéo qua bên đây nè. Lúc đó mình vừa đi ẹ mà vừa thử khói. Khỏi sợ bị mũi đốt đít các bạn. Không gian ở ngoài sau dàn xài rất là rộng nha, thoải mái. Có phép mấy cái lỗ này là để mình khi nào mà mình xả nước nó tràn ra nè. Mấy cái lỗ nhỏ nhỏ nè. Rồi. Chưa xong nữa. Chưa. Rồi chút xíu nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống ghe nha các bạn, để mà kiếm được cái góc quay đẹp nhất cho mọi người xem ha. Quá trời cái cầu này nguy hiểm dưới trời. Đi con kéo là lọt xong nha các bạn. Là hết phim luôn đó. Là hẹn các bạn ở tập khác luôn đó. Trời ok. Rồi ok các bạn. Đây anh thuyền trưởng đẹp trai. Giờ chuẩn bị xuống nha các bạn. Đó anh lăn luôn rồi nè. Rồi ơi. Cái màn hình hơi màu mờ chút xíu đó là do này, ai đang đốt nhang mũi nha các bạn. Bởi vì khói nó hơi màu mờ sương sương. Bởi vì các bạn giờ thấy trên màn hình nó hơi màu mờ xíu, mọi người xem thông cảm cho mình nha. Giờ coi ghe cộn cái nữa là hạ thủy nha các bạn. Hết rồi, chân giống rồi. Chống ghe rồi, hết ghe rồi. Giờ anh đang xả cái phao là ở ngoài sau lái xuống nè, cho nó hạ cái lái xuống nè các bạn, cho nó có dốc á. Quá trời, ai đốt nhang mũi đâu mà nó khói mịt mù hết trơn các bạn ơi. Đó xuống rồi đó. Đó xuống nha các bạn. Xả dây rồi đó. Đây mấy chị với mấy anh là phải né ra mấy cái phần này nha. Mấy anh mấy chị ở trên xà lan là phải né ra cái phần mà sau đuôi nha, tại vì xuống là nước nó sẽ tràn trong đó rất là nhiều á. Đây. Xuống. Trời ơi trời. Chiếc ghe nè, chiếc ghe nhỏ đang chạy đằng đẵng nè, không có thấy nha các bạn. Ở trên xà lan là rất là đông luôn. Cái anh đội nón đỏ này là anh chủ nè. Còn mấy anh thợ máy với mấy anh kỹ thuật ở bên thủy lực đồ ngồi trên chợ rất là nhiều. Tại vì mà khi mà xuống xong thì có chạy thử một vòng để mà coi máy móc như thế nào đó các bạn. Anh kiểm tra nha. Hết rồi đó. Ok đó. Xuống đi. Rồi xuống nha các bạn. Chuẩn bị chặt dây. Bết. Rồi xuống. Đó. Chú dịch lăn luôn. Quá dữ. Trời ơi. Quá đẹp. Ok. Rồi giờ chỉ cần nạp. Mà anh đang coi máy móc nha các bạn. Quá đẹp luôn. Ở đây là mình không có lôi nữa nha, mình mất đi nhậu rồi đó. Hạ thủy cái này là coi là nó phơi nha các bạn.
Rồi thì cái màn Hà Thủy đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Cũng xong rồi, rất là đẹp trời luôn. Cũng xin chúc cho mấy anh thợ là thật nhiều sức khỏe để mà đóng ra những cái sản phẩm tiếp theo nữa nha. Đây anh này thì quê ở dưới Hậu Giang lên tới trên Cần Thơ thúc ngốt để mà đóng nha, đem về dưới nè các bạn. Giờ là rửa mặt rửa mũi cho sáng láng rồi bắt đầu chuẩn bị chạy về dưới luôn ha. Rồi thử máy luôn nè. Thôi ôi có bô ra khói ông nội mẹ ơi. Cái này thì khi mà xuống xong thì phải test máy như thế này nha các bạn, để mà căn chỉnh coi coi máy móc dưới hộp số đồ nó vừa chưa, để mà biết mình thay đổi chương trình. Nếu mà vừa ok rồi thì đẩy dây thinh vậy là mình hoạt động luôn. Còn nếu mà có nặng nhẹ gì đó thì thay đổi chương trình hoặc là mài chương trình lại cho nó đủ nước đủ độ để mà chạy chiếc tàu mình nó được giọt các bạn. Quá mờ rồi, ai đồng đốt nhân mũi giữ thằng gì không biết. Cái video tạm biệt với các bạn nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Nào có gì hay nữa thì mình sẽ quay ra đến cho mọi người xem nha. Mọi người xem nhớ bấm vô phần đăng ký kênh với bấm vô cái chuông để mà cập nhật những video mới nhất theo ngày tháng nha các bạn. Rồi Hoàng Thanh xin cảm ơn tất cả mọi người.